Hello anh em, thì hôm nay em sẽ lên tiếp than chuyền cho anh em nha. Thì hôm nay em về tiếp tục em về than chuyền nữa cho anh em. Đó thì em về được tầm khoảng 12 con. 12 con than chuyền. Với để em lên con một con khú mái cho anh em nữa nha. Đó, thì đây. Bây giờ em quay con đầu tiên cho anh em nữa nha. Đây. Con than chuyền làm số 1 nha anh em. Đó. Thì con này giá vẫn là 400 ngàn. Đó. Thì con này cao cầu dài đòn. Đó, nó đang kiếm con dế nó rớt dưới, nó đang tìm cách để nó bắt con dế lên đó. Thì con này thì mặt rất là dữ chim đó, em thấy không? Đó, mặt rất là dữ chim luôn đó. Thì than chuyền em bán đồng giá là 400 ngàn, chưa cám nha anh em, chưa cám nha anh em. Về anh em nhớ anh em cặp cám đó, làm số 1 nha anh em. Rồi ok, giờ em lên tiếp cho anh em lòng số 2. Hello anh em, thì hôm nay em sẽ lên tiếp than chuyền cho anh em nha. Thì hôm nay em về tiếp tục em về than chuyền nữa cho anh em. Đó thì em về được tầm khoảng 12 con. 12 con than chuyền. Với để em lên con một con khú mái cho anh em nữa nha. Đó, thì đây. Bây giờ em quay con đầu tiên cho anh em nữa nha. Đây. Con than chuyền làm số 1 nha anh em. Đó. Thì con này giá vẫn là 400 ngàn. Đó. Thì con này cao cầu dài đòn. Đó, nó đang kiếm con dế nó rớt dưới, nó đang tìm cách để nó bắt con dế lên. Đó. Thì con này thì mặt rất là dữ chim. Đó. Em thấy không? Đó. Mặt rất là dữ chim luôn. Đó, thì than chuyền em bán đồng giá là 400 ngàn, chưa cám nha anh em, chưa cám nha anh em. Về anh em nhớ anh em cặp cám đó, lồng số 1 nha anh em. Rồi, ok, thì giờ em lên tiếp cho anh em lồng số 3 nha anh em. Than chuyền lồng số 3 đó, lồng số 3 nha anh em, thì giá vẫn là 400 ngàn nha. Con này thì đầu bi mỏ mỏng nha anh em, rất là cao cầu dài đòn đó đó. Thì con này em bán cho anh em vẫn là 400 ngàn nha. Rồi ok, lên tiếp cho anh em làm số 4. Đây, làm số 4, than chuyền làm số 4 nha anh em. Đó. Làm số 4 nha. Con này rất là đã đi, nó xuyên đánh đuôi nè anh em, bộ xòe nha. Làm số 4 nha anh em. Rồi ok. Giờ em lên tiếp cho anh em lồng số 6 nha. Đây, con này rất là dài đòn nha anh em, mặt rất là đẹp, rất là tỉnh chim. Đó, anh em thấy không? Rất là dài đòn, mặt rất là đẹp luôn nha anh em. Lần số 6 nha. Đó, giá vẫn là 400 ngàn luôn nha anh em. Rồi, em lên tiếp cho anh em lần số. Lần số 5 nha anh em. Con này thì nó trổ rất là nhiều rồi nha anh em. Lông đuôi thì nó cũng bắt đầu nó đang rụng rồi, nó đang ra nè, lông đuôi đang ra nè anh em, phải không? Đó, lồng số 5 nha anh em. Lồng số 5 nha. Rồi em lên tiếp cho anh em lồng số 7. Rồi. Rồi. Lồng số 7 nha anh em. Rồi ok, lên tiếp cho anh em lồng số 8. Rồi. Con này rất là siêng đánh đuôi nha anh em. Đó, đánh đuôi mà xòe, nó giật xòe nó nha anh em. Đó thì đó anh em thấy không, giá vẫn là 400 ngàn nha, giá vẫn là 400 ngàn nha anh em. Rồi ok, em lên tiếp cho anh em lồng số 9. Đây, con này nó cũng trổ rất là nhiều rồi nha anh em, lồng số 9 này nha. Đó, lồng đuôi nó đang bắt đầu rụng để nó chuyển nó sang lồng thay lồng đuôi mới luôn. Con này thì cũng trổ rất là nhiều rồi đó, lồng số 9 nha anh em, giá vẫn là 400 ngàn. Rồi ok, em lên tiếp cho anh em lồng số 10. Rồi. Con này rất là dài nha anh em, rất là dài mà còn cao cầu nữa, mặt cũng rất là dữ chim, nhãn rất là khôn luôn nha anh em. Lồng số 10 nha. Thường thường mấy cái lồng số 10 nó hay vô siêu phẩm lắm nha anh em, giống như ngày hôm qua con số 10 ngày hôm qua vậy đó. Rồi ok, lồng số 11 nha anh em. Đó, giá vẫn là 400 ngàn luôn nha. Đó, lần số 11 nha anh em.
Rồi ok, lên tiếp cho anh em lồng số 12 nha. Đó. Lồng số 12 nha anh em. Đó, thì hôm nay em về được mười mười mấy con than chuyền đây nè. Đó. Thế là em về được một con khú mái. Để em quay khú mái cho anh em. Đây. Là khú bạc má mái nha anh em. Đây. Con này thì bộ to, dài đòn nha anh em. Đó. Con này thì được hai mùa rồi nha anh em. Đó, chim hai mùa rồi nha. Đó, anh em về anh em nuôi mà giật trống rồi ok, hoặc là nuôi ghép sinh sản là ok luôn nha. Đó, thì con này em bán cho anh em là 700 ngàn nha anh em. Khú bạc má mái hai mùa nha anh em, 700 ngàn nha. 700 ngàn nha anh em. Bảy trăm nha, cứ bạc má mái nha. Đó, con này thì được hai mùa, anh em mua về anh em ghép sinh sản hay gì rất là ok. Nói chung thì con này nó thân rồi, rất là dạng luôn nha. Đó, rồi em lên tiếp cho anh em con than này nha. Than này thì than mép nuôi lên nha anh em. Thì nuôi được tầm khoảng 5-6 tháng lòng rồi. 5-6 tháng lòng rồi nha anh em. Thì con này nó hót sổng rồi nha. Đó, cám cứng. Con này thì cám cứng rồi nha anh em. Nó bộ rất là đẹp, rất là dài. Đó, bộ hót xè nha. Đó, anh em chơi than mà chơi bộ hót thì con này là đúng, rất là đúng bài luôn nha. Đó. Rất là dài đòn, đuôi rất là siêng đánh luôn nha anh em. Cánh thì có cánh gà tre nha. Đó, thì con này em bán cho anh em là 700 ngàn nha anh em. Đó, rất là dài, rất là đẹp luôn nè anh em thấy không? Đuôi rất là siêng đánh, siêng giật. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Đó, thì con này em bán cho anh em là 700 ngàn nha anh em. 700 ngàn nha. Này là than mép nuôi lên nha anh em. Đó, thì nuôi cũng khoảng được 5-6 tháng lòng rồi. Đó. Tướng rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, anh em thấy không? Rất là xiên chơi luôn. Ôm lông, cao cầu, dài đòn, mỏ mỏng. Mặt cũng rất là đẹp. Đó, cám cứng rồi nha anh em. Đó, thì con này em bán cho anh em là 700 ngàn nha. Rồi, ok nha anh em. Rồi, ok, thì ở đây em còn thì ở đây em còn một con khố con kakin. Con này con mái nha anh em. Con này con mái nha. Đó, con này mái, con này ti rất là tốt luôn nha anh em. Ti rất là tốt luôn nha. Anh em mà ở nhà mà anh em có con trống rồi anh em mua về anh em kè trống đó. Hoặc là nuôi giúp sinh sản được ok. Con này nó ti rất là hay. Đó, thì con này em bán cho anh em là 800 ngàn nha anh em. 800 ngàn nha. 800 ngàn nha anh em. Rồi ok, thì ở đây em đang có một con đây lửa bổi nha anh em, lửa bổi nha, đây lửa bổi. Lửa bổi nha anh em, thì anh em cũng biết rồi, lửa mùa này thì lửa bổi thì mùa này thì không có con nào lông lá đẹp đó. Anh em mua về anh em ôm lại nha. Đó, thì con này em bán là 300 ngàn nha anh em, 300 ngàn nha. Đó, con này em để cho anh em là 300 ngàn luôn nha. Anh em về anh em ôm lông mọi mùa sau chơi nha. Đó, thả vi là ra rất là nhanh ra luôn nha anh em. Đó, giá là 400 ngàn nha. Rồi, ở đây thì chà mạ má trắng cũng còn rất là nhiều à, anh em thấy không? Rất là ba này thái độ ghê không? Đó. Bên này cũng có một con à. Đó, cái con mà bu trên cái nóc đó, anh em thấy không? Rất thái độ luôn. Đây cái con bên này nữa nè. Con bên này nó lắc hết cỡ luôn. Đó, cái con mà đứng với hai con mà ở ngoài á. Đó. Thái độ anh em thấy không? Rồi, à, cái con bên này nè, cái con nhãn hoàng nhãn lợi nè. Rất là thái độ luôn nha. Dưới đây cũng có nè anh em thấy không? Đó. Thì chà mào má trắng em bán cho anh em là 250 nha anh em, không ba trúng máy nha. Nhưng mà ba test cho anh em qua anh em lựa cho anh em test thoải mái. Đó, rồi ok nha anh em, 250 nha anh em. Trên đây cũng có hai nè, anh em không?
Rồi, ok nha anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi clip và ủng hộ em trong suốt thời gian qua, xin cảm ơn anh em.